Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán chạy cũ, máy tính bảng mua rẻ. Và hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm chạy cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Thì sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại sản phẩm có như là về được sản phẩm có như là LG G8 Thinh Quy các bạn nhé. Đây, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về tất cả được là 10 mấy cây ấy. Chỗ này là mình về được là hình như là hơn chục cây. Và thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình con LG G8 này. Với mức giá coi như là ở thời điểm hiện tại với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì là con LG G8 này có đáng mua không các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ bóc ra, mình sẽ giới thiệu sơ qua này. Về ngoại hình sản phẩm coi như là LG G8 bên mình thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy đẹp leng keng. Nói chung là máy này thì là sẽ là không khác gì máy mới. Và cấu hình con này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Đây thì mình sẽ vào coi như là chi tiết cho bạn nhá. Con LG G8 đấy ạ, mình sẽ vào. Đấy, con này thì bọn này thì con nạ màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, sản phẩm có như là LG G8 Thinh Quy bên mình thì là màn hình đều đẹp keng này. Đấy, không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Thì là con này của nhà mình thì là cấu hình nó sẽ như là con V50, là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy. Và chip con này cũng chạy chip Snap là 855. Chip này thì gánh game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đẹp là thôi rồi. Giá thời điểm hiện tại thì con này với mức giá có như là hơn 3 triệu đồng, ngang với giá của con là LG V50. Nhưng với thời điểm hiện tại thì là theo lời khuyên của mình một người bán điện thoại thì là các bạn nên mua sản phẩm có như là LG G8. Tại vì thời điểm hiện tại thì là V50 thì là về Việt Nam rất là ít và rất là nói chung là hiếm. Thứ nhất là hiếm và thứ hai là cực kỳ ít. Đâm là hàng lộ cộ nó sẽ nhiều. Nhưng với thời điểm hiện tại thì các bạn nên mua những sản phẩm có như là LG G8 các bạn nhé. Tại vì sản phẩm của LG G8 ấy thì là hàng này thì là sẽ là về nhiều Việt Nam và hàng mới về. Đâm là sẽ những con máy nó sẽ là cực kỳ là chất lượng các bạn nhá. Đấy, nên là các bạn nên chọn mình sản phẩm có như là LG G8. Và con này của nó là dung lượng pin, trang bị dung lượng pin của nó là pin gần 4000 và màn hình của nó là tràn viền. AMOLED. Đấy, màn hình của nó là bình thường cái màn hình con LG V50 ấy thì màn hình của nó là BOLED. Nhưng mà với màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED 6,1 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, ăn đứt những sản phẩm của như là sản phẩm đời mới bây giờ các bạn nhé. Đấy, màn hình con này cực kỳ tuyệt vời luôn này. Màn hình đẹp keng luôn. Đấy, màn như kiểu cái màn hình AMOLED 2K của nó ấy. Thứ nhất là cái mình thích nhất là cái màu của nó. Cái màu nó rất là trong thật luôn. Đấy, các bạn nhìn màu rất là thật luôn. Và nghe nhạc thì loa nghe nhạc con này thì là loa cái kép bạn nhé. Một loa bên trên và loa ở bên dưới. Và con này có hỗ trợ là cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe 3.5 này các bạn kèm mic livestream hay là thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Và thiết kế con này thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Thiết kế con này thì là bo tròn có như là bốn gọng này, bốn cạnh này, bo tròn bốn cạnh các bạn cầm rất là chắc tay và rất là sướng tay. Tại vì màn hình của nó là 6,1 inch, các bạn cầm con này thì nó không cành càng tay quá. Các bạn mà để túi quần thì các bạn con này cực kỳ là vừa vặn xinh xắn các bạn nhé. Camera con này thiết kế rất là đẹp luôn. Camera của nó là 3 camera được nằm sát với coi như là mặt kính nhìn rất là xinh và rất là hay các bạn nhé. Ngoại hình thì khỏi phải chê rồi, đẹp không khác gì máy mới luôn. Và tất cả bọn này của nhà mình ấy, tất này cả của nhà mình thì là máy đều là phiên bản Hàn này, một sim một sóng đấy. Nói chung là với những sản phẩm máy Hàn các bạn dùng cực kỳ sướng rồi. Thì mình sẽ kết nối coi như là cái nào kết nối wifi rồi thì mình sẽ vào coi như là xem phim nghe nhạc cho các bạn với xem là cái con LG G8 này với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì là có đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Đây thì mình sẽ vào coi như là camera cho bạn này. Camera của nó thì quay cực kỳ sắc nét luôn. Thì vì cái màn hình con này là màn hình của nó là màn hình AMOLED. Các bạn xem hình ảnh thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất là sắc nét, nhìn sướng không ạ? Các bạn nhìn sướng cực kỳ là phê luôn. Camera livestream của nó rất là xinh, rất là thích này. Đấy, camera nó cũng là nét căng luôn. Sướng lắm. Nói chung là sản phẩm này các bạn mua con này thì cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì thời điểm hiện tại thì là con này thì là mua là sướng nhất các bạn nhá. Đây ạ. Đây mình sẽ vào, mình sẽ lấy con này mình nghe nhạc. Tại vì con này thì mình kết nối wifi rồi. Mình sẽ vào coi như là YouTuber. À con này thì lại bắt cập nhật rồi. Giờ mình chọn con nào là chưa bắt cập nhật đi. Đấy. Và bọn này đã được chạy lên Android 10 rồi các bạn nhá. Bọn này thì đã được lên Android 10 mới nhất rồi. Thì là thời gian nữa sẽ là cập nhật coi như là Android 11. Thì các bạn có thể lên Android 11 để trải nghiệm những sản phẩm coi như là tính năng coi như là Android 11 mới các bạn nhá. Đây mình sẽ vào coi như là một bài coi như là hát như nuốt đĩa luôn, hát như nuốt đĩa luôn. Đấy, nghe nhạc cực kỳ sướng.
một loa bên trên này và một loa bên xuống. Đấy, màn hình của nó là cực kỳ tuyệt vời. Đấy, màn hình rất là sắc nét luôn. Các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì. Rất là sướng luôn. Tại vì tầm đây điểm này ra đây nó sẽ là ấy rồi. Đấy. Đấy, nghe nhạc các bạn nghe nhạc. RAM 6GB, chip Snap. Các bạn gánh game hay chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì nhá. Rất là sướng luôn. Nói chung là cái màn hình LG và cái màn hình Samsung thì các bạn nói chung là không làm các bạn thất vọng luôn. Màn hình của nó thiết kế là quá đẹp luôn. Với thời điểm hiện tại thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua sản phẩm như là LG G8. Tại vì những sản phẩm LG V50 thì đang về ít, đâm là sẽ là có nhiều hàng lộ cộ. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì là LG V8 thì đang về nhiều. Và máy thời điểm hiện tại là rất là đẹp. Đấy, thì là theo đây con này thì có hỗ trợ có như là đồng hồ, có như là ở màn hình này. Các bạn nhìn giờ rất là sướng luôn nhé. Đấy, giờ nhìn là xanh xanh mà vàng vàng, nhìn rất là rõ, rất là nét luôn. Cái màn hình của nó rất là đẹp, màn hình 2K các bạn nhìn. Nhìn giờ là ban đêm cực kỳ là nét. Rất là sướng các bạn. Đấy. Đây, các bạn nhìn rất là nét, rất là sướng. Các bạn có thể là cài giờ bên trên. Nói chung là giờ nó sẽ nhảy theo, một cái là bên trên, một cái bên dưới, rất là hay luôn. Và giá sản phẩm coi như là LG G8 này trên thị trường đang bán cực kỳ là đắt. Với mức giá coi như là từ 3 triệu 6 đến 4 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là LG G8 này với giá 3 triệu 500k các bạn nhá. Đấy. Chỉ với giá coi như là 3 triệu 500k các bạn sẽ sản phẩm coi như là LG G8, màn hình 2K, chip Snap là 855, chip gánh game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Quá là sướng luôn. Nói chung là 3 triệu 500k thì các bạn mua con này thì nó không khác gì máy mới đâu. Nói chung là ăn đứt máy mới các bạn nhá. Dùng cực kỳ sướng và cực kỳ là phê. Đấy, LG G8 thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều luôn nên là các bạn thao lựa chọn. Nhưng mà hôm nay nhà mình chỉ duy nhất về mỗi một màu này. Đấy, các bạn thích lựa chọn màu này các bạn thể liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Số nhà 72, phố Ba Tha, Viễn An, Ứng Hòa, Hà Nội. Và ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức Shipco ở xa thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bán ra thì cứ lỗi đổi mùng 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy, LG V50 LG G8 Thinh Quy này. Giá với giá coi như chỉ với giá 3 triệu 500k cho bạn nhá. Giá cực kỳ là rẻ ở thời điểm hiện tại. Đấy, nên các bạn lựa chọn con này là đúng đắn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu cho bạn con này, con A9 2018. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con A9 2018. Thì là ngoại hình con A9 2018 này thì là ngoại hình thì là máy còn lộ 90%. Thì con này cũng là ra mắt 2018 rồi. Thời điểm hiện tại thì các bạn con này thì là dùng cực kỳ là sướng luôn. Màn hình con này của nó là màn hình của nó là AMOLED 6.3 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Đấy. Và con này của nó là chạy chip Snapdragon là 660. Dung lượng pin con này của nó là pin gần 4000. Nhưng mà được cái thích ở cái con này là của nhà mình là phiên bản công ty nhé. Đấy. Phiên bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này của nó được cái là trang bị RAM của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là 6.3 inch, màn hình cực kỳ to. Đấy. Con A9 2018 này thì là các bạn có thể cân nhắc so với sánh với dứa cũng như là giá con LG G8 này. Các bạn nào mà dùng trải nghiệm thì các bạn có thể là chọn G8 hoặc là V50 hay là dòng V cũng trải nghiệm cũng được. Còn bạn nào mà dùng mà thích cái kiểu mà 2 SIM 2 sóng mà nhiều camera vân tay các kiểu này thì các bạn có thể là chọn coi như là sản phẩm coi như là A9 2018 các bạn nhá. Thì là con Samsung A9 2018 này thì bên mình sẽ bán bạn với giá coi như là 3 triệu 300k. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhá. Đấy. Màn hình con này thì là sáng đẹp keng luôn. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB thì các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy. Con A9 2018. Màn hình cực kỳ to luôn. Đấy. Máy có một cô gái này dùng rất là nói chung là máy có một bạn gái dùng rất là sướng luôn. Đấy, A9 2018. Giá con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 300k. Đấy, các bạn có thể cân nhắc giữa G8 V50 hoặc các bạn có thể là mua Samsung A9 2018 này các bạn nhá. Đấy, giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 300k. Rất là rẻ luôn. Đấy, mình sẽ chuyển tiếp sang tiếp theo. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà bên mình lại về được của hai cây Samsung Galaxy S9 các bạn nhá. Đấy. S9 trong buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai cây. Đấy, mình sẽ bỏ tạm thời ở đây. Galaxy S9 thì hôm nay thì mình về được hai cây. Hôm nay thì mình về được một cây này là bản công ty này. Đấy. Cây này của nhà mình thì là phiên bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Còn cây này của nhà mình thì là phiên bản Nhật, nhưng mà con này mình đã lên dòng quốc tế rồi các bạn nhé.
con này của nhà mình là Samsung Galaxy S9 Nhật này. Mình con này mình đã lên ROM quốc tế Mỹ rồi. Thì là ROM này nó sẽ là không có nhiều ứng dụng rác đấy. Bình thường là máy Nhật nó sẽ là nhiều cái ứng dụng rác hơn. Nhưng mà con này mình đã convert lên cái ROM quốc tế rồi. Các bạn dùng như máy quốc tế luôn, dùng cực kỳ sướng và chạy cực kỳ là nhanh. Tại vì chip của nó là chip Snap là 845 mà. Chip này gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con máy Nhật này thì là ngoại hình của nhà mình ấy, thì là ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%. Máy rất là đẹp. Nhưng mà được cái mình là convert lên coi như là ROM gốc của phiên bản gì nhỉ? Phiên bản quốc tế rồi. Các bạn reset hay gì to loại thoải mái các bạn nhé. Nói chung là reset máy lại thoải mái, không bao giờ bị mất cái ROM quốc tế này. Dùng rất là sướng và rất là phê luôn. Đấy. S9 Nhật thì là con này thì là gì nhỉ? Chip Snap là 845. RAM con này của nó thì là RAM gì nhỉ? RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB và dung lượng pin con này của nó là pin 3000. Màn hình của nó là tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Còn S9 này các bạn mà dụng mà kiểu mà các bạn mà làm phụ xây ấy, các bạn mà mua con này đút túi quần hay là chèo ráo thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Tại vì con này nó nhỏ gọn, các bạn mà chèo ráo nó sẽ không bị coi như là bị vỡ lưng hay vỡ màn hình các bạn nhé. Và con Galaxy S9 phiên bản Nhật mình đã convert lên coi như là bản Mỹ này rồi. Thì là màn hình đẹp kem. Đấy, ngoại hình là cũng là trên 90%. Thì là con này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.200.000 các bạn nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.200.000. Đấy. 3.200.000 này. Đấy, rất là ok luôn. 3.200.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo cái con này là của nhà mình thì là phiên bản công ty này. Ngoại hình thì là máy cũng còn độ trên 90%. Màn hình con này thì là cũng đẹp keng luôn. Đấy. Màn hình con này là đẹp keng luôn, nhưng mà được cái là bản công ty, hai sim hai sóng. Và con này cũng là trang bị của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Và con Galaxy phiên bản công ty này thì mình sẽ bán cho bạn về giá coi như là 3.500.000 các bạn nhá. Đấy, chênh nhau sẽ là 300.000. Cho phiên bản là công ty này các bạn nhé. S9 phiên bản công ty, hai sim hai sóng, 3.500.000. Đấy, ngang với giá coi như là LG G8 và V50. Nhưng mà con này là bé hạt tiêu, dùng cực kỳ sướng và cực kỳ là bền bỉ các bạn nhé. Nói chung là loa cái dòng của Samsung này các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Thì mình sẽ vào lướt thì nghe các cái loa của Samsung thật các bạn. Sướng luôn, đáng đồng tiền luôn. Nói chung với mức giá là hơn 3 triệu đồng các bạn có thể là sản phẩm cũng như là LG G8 này, A9 2020 này và con S9 này cũng được nha các bạn nhé. Dùng rất là sướng luôn. Hôm nay toàn máy đồng tiền bát gạo luôn. Em không biết. Sai mật khẩu quán, em không biết. Đấy, mình sẽ kết nối wifi. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc sản phẩm của dòng S của Samsung thì nghe nhạc xem là có sướng các bạn nhá. Đấy, vào BRO luôn. Đấy, nghe nhạc cực kỳ sướng luôn. Đấy, cũng là hai loa nhá. Một loa bên trên, một loa dưới, nghe nhạc cực kỳ giòn và cực sướng. Màn hình 2K này, cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, độ nghiêng, độ lóa này. Các bạn nhìn nghiêng lóa này, không có độ bóng mờ gì luôn. Đấy, màn hình 2K gọi khỏi chê luôn, quá là đẹp luôn. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S, mình thoát ra không lại dính bản quyền thì chết. Bạn nào thích sản phẩm coi như là LG, coi như là gì nhỉ, Samsung S9 các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì là bản công ty 3.500.000 và con này thì là bản Nhật đã convert đến bản Mỹ rồi thì là 3.200.000 các bạn nhá, tùy bạn lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm coi như là Galaxy S9 cộng. Hôm nay nhà mình về được tất cả là 4 tên này. 4 tên Galaxy S9 cộng. Mình nhớ nhầm, nay mình về được 3 tên mà sau này mình về được 4 tên này. Galaxy S9 Plus. S9 Plus này. Đấy, mình sẽ tạm bỏ thời cuối các bạn nhé. Đấy, hàng nhà mình thì lúc nào phải cẩn thận, không nó xước xác màn hình hay nó xước máy. Đợt này thì mình sẽ là cẩn thận hơn nhiều. Đây. Đấy, hôm nay nhà mình về được lô này coi như là Galaxy S9 Plus phiên bản coi như là Nhật. Đấy, S9 Plus phiên bản Nhật, nhưng mà con bọn này thì mình đã convert lên coi như là phiên bản quốc tế hết rồi các bạn nhé. Đấy, bình thường là bản Nhật nó sẽ là các cái nhiều các cái app ứng dụng coi như là của nhà mạng Nhật, nhưng mà con này mình đã convert lên phiên bản quốc tế rồi thì là sẽ là không còn nhiều app rác, nên các bạn dùng con này cực kỳ là sướng. Thì con Galaxy S9 Plus này thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình cho các bạn. Thì là bản này, bản Nhật sẽ là một sim một sóng. Và con này của nó cũng là chip Snap là 845.
chip này gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con này của nó là trang bị của nó RAM cực kỳ là lớn. RAM con này là RAM gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc xem phim những sản phẩm coi như là nghe nhạc xem phẩm coi như là S9 Plus này xem là với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì là có đáng mua không các bạn nhé. Đấy, giá chỉ với giá coi như là hơn 3 triệu đồng thôi. Đấy, con Galaxy S9 phiên bản Nhật này. Ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Ngoại hình còn rất là ok luôn. Nhà mình này về hôm nay được về 4 chiếc này. Ngoại hình thì còn máy còn 90/90% đấy. Đấy. Đấy, nên các bạn thao lựa chọn các bạn nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về được 4 tên luôn. Đấy. Còn một màu, màu này là màu lông chuột các bạn nhé. Đấy, phiên bản Nhật này sẽ là có màu lông chuột này. Đấy, màu lông chuột này. Đây, mình sẽ đã vào wifi rồi, mình sẽ kết nối wifi luôn. S9 Plus các bạn khỏi phải chê luôn, loa cực kỳ to và nghe cực kỳ là sướng. Mạng nhà mình cứ buổi tối là nó nát kinh khủng luôn, chắc là học online nhiều. Đợt này là học online nhiều đâm. Này, đấy, loa cực kỳ sướng luôn. Giòn tan, giòn tan các bạn. Đấy, các bạn nghe nhạc luôn. Đấy, một loa bên trên này và một loa bên dưới này nghe nhạc cực kỳ sướng. Đấy. Nghe nhạc đây, màn hình 2K. Các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì luôn, rất là sướng luôn. Đấy. Đấy. Và sản phẩm coi như là Galaxy S9 phiên bản Plus của nhà mình thì tất cả bốn con này của nhà mình đều màn hình đều đẹp keng các bạn nhá. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. Giá con Galaxy phiên bản coi như là Nhật này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.500.000. Đấy. À sorry các bạn, con này là 3.900.000 nhá. Hôm nay mình lại quên mất. Bọn này thì mình sẽ thanh lý vận giá có như là 3.900.000. Đấy. Tất cả bốn con này không phải là 3.500.000 nhá, 3.900.000 cho bạn nhé. Đấy, 3.900.000 ạ. 3.900.000 các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là Galaxy phiên bản có như là S9 Plus này các bạn nhắn hàng mình sớm nhất này, qua hai số hotline hoặc qua Zalo bên mình. Nếu mà Zalo bên mình thì không trả lời kịp thì là mong bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhá. Giá mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 này, rất là rẻ luôn. 3.900.000 cho bạn nhé. Đấy, rất là rẻ luôn. Thì là mai mình lại về được lô có như là LG nữa cơ. Các bạn cứ chờ mình mai có như là mình về. Nếu mà bạn nào chưa thích cái lô ngày hôm nay thì mai mình sẽ về có như là lô LG mới để các bạn lựa chọn nhé. Mình vừa nói nhầm bọn này là 3.500.000 nhưng bọn này là 3.900.000 nhé. 3.900.000 nhé. 3.500.000 thì mình lỗ vỗ mồm luôn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là sản phẩm có như là S10 Plus này. Hôm nay thì mình lại về là S10 Plus này, phiên bản Mỹ này, chip Snap là 855 luôn. Đấy, S10 Plus thì hôm nay thì mình lại về được sản phẩm có như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ, chip Snap là 855. Thì là ngoại hình bọn này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Đấy, máy đẹp len keng luôn. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về được tất cả là 3 cây nhá. Đấy, về là 3 cây luôn. Ngoại hình là rất là đẹp luôn, màn hình máy đẹp len keng. Đấy, cấu hình cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhanh lắm. Đấy. Đấy. Galaxy coi như là S10 cộng thì là màn hình con này của nó là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Dung lượng pin con này của nó là pin 4100. Và nói chung là pin 4100 các bạn dùng thì cực kỳ tuyệt vời rồi. RAM con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Và con này thiết kế của nó là bo tròn có như là 4 cạnh, dùng rất là sướng luôn. Con này là bo tròn 4 cạnh này, dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê. Đấy, cam kiếc chụp ảnh cực kỳ là đẹp luôn. 3 camera, đèn flash và đèn trợ sáng các kiểu, dùng cực kỳ là sướng. Và con Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ này sẽ là chạy chip Snap là 855. Chip này gánh game mà chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và trang bị con này thì là đây ạ, camera của nó là cực kỳ sắc nét luôn. Nói chung là camera Samsung thì các bạn, nói chung là đáng đồng tiền mà gạo các bạn ạ. Cực kỳ sắc nét luôn. 4X, nó có 10X các bạn ạ, 2X. Đây, tời đây, đấy, nhìn rất là hay luôn. Nhìn tời tới 10X các bạn ạ. Đấy, nhiều thì nhạc, đây là toàn cảnh này. Đây là 0.5 các bạn nhé, 0.5 rất là sắc nét luôn, rất là toàn cảnh nhá, cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình sẽ vào có như là nghe nhạc con này thì là nghe nhạc xem phim cho nó sướng không.
mình sẽ vào coi như là nghe nhạc. Ui, nghe nhạc các bạn khác không? Nghe nhạc cực kỳ to, cực kỳ sướng luôn. Đấy, nghe nhạc. Các bạn nhìn màn hình 2K, các bạn nghiêng nghiêng, không có độ bóng mờ gì. Đấy, loa nghe thì cổ này cực kỳ phê luôn. Đấy, lên sản phẩm cao cấp của Samsung thì nói chung là lên cái sản phẩm coi như là cao cấp của Samsung thì các bạn nghe nhạc thì cực kỳ đỉnh. Đấy, dùng cực kỳ sướng các bạn nhé. Và sản phẩm coi như là Samsung S10 Plus phiên bản Mỹ chip Snap này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá là 6.200.000. Đấy. Bạn nào ưng sản phẩm này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. 6.200.000. Nói chung là bọn này thì là màn hình 6.4 inch các bạn, nó không to quá mà không nhỏ quá. Cầm cực kỳ chắc tay và cực kỳ là sướng luôn. Bo tròn coi như là bo tròn bốn cạnh này. Dùng cực kỳ là sướng nhá. 6.200.000. Đấy, cho các bạn nha. Buổi tối ngày hôm nay mình về được 3 chiếc thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G. Đấy, S10 5G thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là hai màu. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G thì hôm nay nhà mình về đã về hai màu. Một chiếc này là một chiếc màu gold. Đấy, ngoại hình thì là máy hàng siêu thị thanh lý, máy đẹp leng keng luôn. Ngoại hình thì là máy trên 90%, máy rất là đẹp các bạn nhé. Galaxy S10 5G. Thì hôm nay và thứ hai con này là màu xám đen này. Và thứ hai là màu xám đen, ngoại hình thì máy rất là đẹp luôn này. Đấy. Màu gold cũng đẹp. Nói chung là bọn này các bạn bỏ ra với mức giá là hơn 6 triệu đồng các bạn mua bọn này cực kỳ là sướng luôn. Galaxy S10 Plus này. À, S10 5G này, đấy, có hỗ trợ 5G luôn. Này. Galaxy S10 5G thì hai cây này của nhà mình đều là phiên bản Hàn này, một SIM một sóng này. Cấu hình con này thì là RAM của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Dung lượng pin con này của nó là pin 4500, pin này là cực kỳ châu bò và màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung là con Samsung con S10 5G này loa cực kỳ là to, mình sẽ vào coi như là xem phim, nghe nhạc sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G này xem là cực kỳ là sướng các bạn nhé. Camera khỏi phải chê luôn. Nói chung những sản phẩm coi như là cao cấp của Samsung này các bạn khỏi phải chê luôn. Lấy nét cực kỳ đỉnh và cực kỳ là sướng luôn. Nhìn nét các bạn quá sướng luôn. Camera cực kỳ tuyệt vời, mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn xem nhá. Đấy. Đêm không ngủ. Để mình lướt lại mình dày mạng, kết nối mạng cho bạn nhé. Thì mạng buổi tối thì nó hơi bị chậm. Đấy, mình sẽ vào nghe quá sợ. Vậy loa thì bọn này cực kỳ to luôn. S10 5G loa sướng lắm. Vậy thì sao? Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Loa khỏi phải chê luôn. Đấy, một loa bên trên này và một loa bên dưới này, nghe nhạc cực kỳ to và cực kỳ sướng ạ. Đấy. Còn S10 5G thì là bọn này đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nói chung là bọn các bạn bỏ tiền ra mua sản phẩm này thì là không khỏi phải chê nhá. Dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy. Ngoại hình thì đấy, ngoại hình thì khỏi phải chê nhá. Ngoại hình thì các bạn nhìn quay kỹ cận cảnh cho bạn rất là đẹp luôn. Đấy. Thì là bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G phiên bản Hàn một SIM một sóng các bạn nhé, hàng mình sớm nhất. Thì là bọn này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000. Đấy. S10 5G bên mình sẽ bán cho bạn giá là 6.200.000 các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ tạm thời bỏ gọn vào đây. Và mình còn một con cuối cùng. Đấy, một con cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Thì sau khi giới thiệu nốt con cuối cùng này thì mình sẽ giới thiệu qua về nhà mình này. Về Shopee nhà mình. Shopee nhà mình thì là rất nhiều mẫu các bạn nhé. Shopee nhà mình thì có bán có như là mẫu sạc có như là Samsung này, Oppo này, Xiaomi này, LG này. Trên tay mình đây là sản phẩm có như là bộ sạc nhanh chính hãng của LG 18W. Đấy, bộ sạc này thì mình bán không biết là bao nhiêu bộ rồi. Với thời điểm hiện tại thì bộ sạc nhanh 18W này mình không biết bán bao nhiêu bộ rồi. Thì là bộ sạc nhanh 18W của LG này bên mình đang bán cho bạn với giá có như là 99.000. Các bạn có thể lên Shopee của mình, các bạn có thể chọn mua lẻ cáp này, mua lẻ củ này. Nói chung là các bạn có thể là mua lẻ tất cũng được. Đấy. Và tiếp theo đây là bộ sạc nhanh 25W chính hãng của Samsung. Đây là trên tay mình đây sản phẩm bộ sạc nhanh chính hãng 25W của Samsung. Bộ sạc nhanh 25W siêu nhanh, bộ sạc đây là bộ sạc siêu nhanh nhé. 25W chính hãng của Samsung này bên mình đang bán cho bạn với giá có như là 150.000 đồng. Và đây là SIM Villa 5G và mạng cả năm.
sim villa 5G và mạng cả năm thì các bạn có thể là các bạn có thể lên Shopee của mình nhá. Đây ạ, các bạn có thể lên Shopee của mình nè. Đây, tí nữa mình sẽ coi như là comment cái link Shopee của mình. Đấy, tí nữa mình sẽ coi như là lên cái link đây, ở cái link Shopee của mình. Đây, rất nhiều sạc cho bạn nhá. Sim villa này vào mạng cả năm này chỉ với giá coi như là 300.000 này. Đấy, sim villa 5G vào mạng cả năm chỉ với giá coi như là 300.000. Các bạn một năm các bạn không phát sinh thêm 1.000 nào. Củ sạc coi như là nhanh của Samsung này. Đấy, sạc siêu nhanh này. Sạc nhanh LG này, rất nhiều người mua và tin tưởng bên mình rồi. Ốp gì nhỉ? Dẻo V50, ốp dẻo S10 5G này và nhiều phụ kiện khác. Các bạn có thể lên coi như là Shopee ủng hộ cho shop bên mình các bạn nhá. Đấy, các nhiều phụ kiện và sim villa. Các bạn lên đấy, nhiều khi các bạn có cái sim hay là cái củ sạc các bạn ngại không muốn hỏi với mình thì các bạn có thể lên Shopee để đặt giúp mình các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung Galaxy A50 các bạn nhé. Đây, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, Galaxy A50. Thì con này của nhà mình là phiên bản công ty này, 2 sim 2 sóng. Và cấu hình con này của nó thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Ở ngoại hình thì con này thì là máy còn trên 90%. Đấy, con gì nhờ, Samsung A50 này thì ngoại hình thì là máy còn trên 90%. Màn hình con này thì thiết kế của nó là giọt nước 6.4 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng và dung lượng pin con này của nó là pin 4000. Pin con này của nó là trang bị viên pin 4000. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong, dùng rất là dữ và rất là cẩn thận luôn. Con Samsung A50 này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 2.800.000. Đấy, Samsung A50 này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá có như là 2.800.000. Đấy, chỉ với giá 2.800.000 các bạn mua sản phẩm của như là Galaxy A50 này cực kỳ là hợp lý. Hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5 này. Các bạn cắm mic live stream hay thu âm cực kỳ tuyệt vời. Đấy, 2.800.000 con phiên bản công ty các bạn mua cực kỳ là sướng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm thời cũ giá rẻ thì mình sẽ review và giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể xem đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thời cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và xin chào và hẹn lại vào clip và hẹn đúc vào lần sau các bạn nhé.